cứ đi uống rượu về là vợ mắng, lần nào về nó cũng mắng. Anh em có muốn biết cách làm thế nào để uống rượu mà vợ vẫn vui không, mà thậm chí hàng xóm cũng khen? Tôi chỉ cho anh em cách nhé. Trên tay tôi là củ ba kích. Chắc hẳn anh em cũng biết về tác dụng của rượu ba kích, với cái mùi thơm nồng dễ uống và những công dụng rất đáng ngạc nhiên của nó. Đối với anh em thì rượu ba kích không những bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, còn chữa được các cái bệnh về xương như là đau lưng mỏi khớp. Còn đối với chị em nữ giới thì loại rượu này thêm phần trẻ lâu, tăng cường trí nhớ và lưu thông khí huyết tốt hơn. Là một loại rượu nhiều công dụng như vậy, nhưng cách làm lại rất là dễ dàng. Anh em muốn ngâm đúng chuẩn không? Hãy xem đến cuối video nhé. Ở đây tôi có một rổ ba kích. Khi chọn ba kích thì anh em không cần phải chọn những củ quá to hoặc là trơn bóng. Anh em cứ chọn những củ càng sơn sùi càng già càng tốt. Những cái loại mà sống lâu năm thì nó mới già, mà già thì nó càng nhiều dưỡng chất, đấy rất tốt. Về ba kích thì có hai loại, một là ba kích tím, hai là ba kích trắng. Về giá của ba kích tím thì nó hơi nhỉnh hơn một chút, nhưng về dược tính của nó thì lại tốt hơn ba kích trắng. Theo tôi nghĩ thì anh em nên chọn ba kích tím để ngâm. Ở đây tôi có ba kích tím. Nếu bẻ ra ở bên trong thì anh em sẽ thấy phần thịt của nó hơi có ánh tím như thế này. Vỏ thì màu nâu bình thường, nhưng khi ngâm lâu thì hỗn hợp sẽ cho ra một cái màu tím rất đẹp mắt. Công đoạn đầu tiên trước khi ngâm chính là rửa ba kích. Anh em có thể dùng cái bàn chải đánh răng như này để cọ từng củ một. Chúng ta xả nước và trà. Trà nhiều, trà kỹ cho đến khi sạch đất bẩn thì thôi. Trà càng kỹ càng tốt, nhưng nếu anh em mà trà không sạch, không kỹ thì khi ngâm rượu nó sẽ bị đục và sẽ không tốt, ảnh hưởng đến chất lượng của rượu. Với cách dùng cái bàn chải như thế này thì tôi nghĩ là sẽ rất lâu. Với một cái rổ ba kích to như thế này mà anh em ngồi kỳ cọ thì chắc là cực kỳ vất vả. Nhưng có một cái cách nữa, anh em có thể mang cả cái rổ này ra hàng rửa xe máy, nhờ họ dùng cái máy bơm họ xịt vào, xịt sạch. Tôi nghĩ nó sẽ rất sạch, và cách này tôi đã thử rồi, sạch bong, xịt càng mạnh càng sạch. Đấy, nó sẽ bay hết các cái bụi bẩn ở trong những cái khe kẽ này anh em này. Đấy, những cái khe như thế này, đất nó bám vào đây rất nhiều, nó sẽ sạch hết. Sau khi rửa sạch, phơi khô ráo nước, chúng ta đi đến công đoạn rút lõi. Đây là một công đoạn quan trọng nhất và mất thời gian nhất trong cái quá trình ngâm rượu ba kích. Anh em xem nhá, trong củ ba kích lúc nào cũng có một cái lõi như là cái lõi sắn như này. Cái lõi này rất cứng và không chứa bất kỳ dưỡng chất nào cả, mà khi ngâm nó lại khiến rượu không ngon. Một số chuyên gia thì cho rằng cái lõi của cái củ ba kích như này thì nó có phần ảnh hưởng đến vấn đề tim mạch, nên là anh em khi ngâm cứ bỏ hết ra cho chắc ăn, rút hết lõi ra, chúng ta chỉ ngâm mỗi cái phần thịt này thôi. Đây, phần thịt như này thôi anh em nhé. Để tách lõi ba kích ra chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất, anh em cứ dùng tay bẻ như này và anh em tách phần thịt ra. Đó, tách phần thịt ra. Để tách được như này thì bắt buộc củ ba kích phải còn tươi. Anh em chỉ việc rửa sạch, phơi khô ráo nước thôi anh em phải làm ngay. Cứ bẻ như này. Ai chà, cứng quá. Nếu trong trường hợp cứng quá anh em có thể dùng dao cắt nó ra. Không sao cả, cứ lấy dao và cắt như này. Ok luôn. Đó. Nhưng với cách này thì rất là lâu anh ạ, lâu và đau tay. Còn một cách khác, đơn giản hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn, tôi chỉ anh em nhé. Củ ba kích như này chúng ta để lên trên thớt. Anh em có thể lấy con dao to bản như con dao chặt thịt gà của anh em ấy, đập dập. Hoặc anh em có thể lấy cái chày giã cua, mượn vợ cái chày giã cua, chúng ta đập. Hoặc anh em nào không có chày giã cua thì có thể lấy cái miếng mà đập thịt bò của vợ, đập được cũng được anh em ạ. Đó, rất nhanh. Bây giờ anh em có thể tước ra, rất đơn giản, vỡ ra đây rồi. Nhưng mà anh em nhớ là ở đây tôi chỉ hướng dẫn thôi, anh em nhớ để giải tờ báo ra nhé, không có bẩn. Anh em lưu ý, trước khi đập dập thì lên phơi 1-2 nắng cho củ ba kích nó xe lại. Khi chúng ta đập dập nhẹ thì cái phần thịt nó sẽ tự tách ra. Và chú ý rằng đừng có đập lát quá, cái tinh chất nó sẽ chảy hết ra ngoài, rất lãng phí. Thông thường với những loại ba kích trồng thì nó rất mềm và cùi nó dày, thì anh em có thể dùng tay hoặc là dùng dao. Còn với ba kích rừng thì chúng ta dùng phương pháp đập dập vì nó rất cứng và ít nước. Anh em dùng cách nào cũng được, miễn sao phù hợp, mục đích là tách được lõi ra. Đây là rổ ba kích mà tôi vừa sơ chế xong.
Thường thì là một cân ba kích sau khi chúng ta tách lõi thì chúng ta chỉ còn có khoảng 7 đến 8 lạng thôi. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng mà chúng ta có những tỷ lệ ngâm khác nhau. Nếu anh em ngâm rượu để uống, để nhậu hoặc làm hàng quán thì chúng ta ngâm với tỷ lệ 1:8. Có nghĩa là một cân ba kích chúng ta ngâm với 8 lít rượu. Còn nếu anh em để ngâm rượu với mục đích làm thuốc để bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lực thì anh em ngâm với tỷ lệ 1:4 cho tôi. Có nghĩa là một cân ba kích chúng ta dùng 4 lít rượu để ngâm. Pha loãng thì có thể được nhiều rượu hơn, nhưng tất nhiên nó sẽ không được thơm ngon như khi chúng ta hạ cái tỷ lệ ngâm xuống. Anh em nhớ, rượu thuốc muốn tốt, muốn ngon thì anh em phải chọn loại rượu xịn và dụng cụ ngâm phải chuẩn. Ở đây tôi chọn loại rượu trắng men thuốc bắc để ngâm. Và anh em cũng cần nhớ rằng nếu anh em mà ngâm rượu để uống hoặc là làm nhà hàng ấy thì chỉ cần ngâm từ 3-5 độ thôi. Còn nếu làm ngâm để làm thuốc với cái nồng độ 1:4 ấy thì chúng ta chọn cái loại mà 39-40 độ để ngâm. Về dụng cụ ngâm rượu thì tôi hay dùng theo cách của các cụ. Tôi dùng chiếc chum sành. Đây là loại chum sành không tráng men. Khi rượu mà khi ngâm trong chum sành này thì dù có nồng độ cao đến đâu thì chúng ta khi uống chúng ta không có cảm giác nó bị sốc, nó bị xông ngược lên. Và nó mình sẽ cảm nhận được nó sẽ êm, khi uống nó êm, nó nóng nhưng mà nó êm. Chính là do cái đặc tính xốp của cái thành chum này, nó sẽ thẩm thấu được aldehyde và các chất độc hại trong rượu ra ngoài. Và tôi khuyên anh em nên dùng chum sành này thay cho can nhựa hoặc là bình thủy tinh để đảm bảo sức khỏe anh em nhé. Bây giờ thì tôi sẽ cho ba kích vào chum. Sau khi đã cho lượng ba kích vừa đủ vào chum và tiếp theo thì chúng ta sẽ đổ rượu vào. Tôi vừa đổ rượu vào trong chum. Nhưng theo khuyến cáo của nhà sản xuất thì rượu chỉ được đổ đến đầy đến cái ngấn thứ hai, ngấn 1, ngấn 2. Chum rượu cần có một khoảng không như này để trao đổi chất và giúp cho quá trình thẩm thấu aldehyde để phân tách chất độc các thứ ra thì nó sẽ tốt hơn. Đấy là do khuyến cáo của nhà sản xuất. Vừa rồi là tôi đã đậy xong cái miếng ni lông buộc chặt nó bằng dây chun. Và bây giờ ta chỉ việc đậy cái lắp bên ngoài vào, tìm chỗ để, thế là xong. Vậy là xong. Việc cuối cùng là ta chỉ cần tìm nơi thoáng mát đặt cái chum này vào. Hoặc anh em có thể hạ thổ nguyên cả cái chum này xuống theo video lần trước tôi hướng dẫn. Nếu anh em nào chưa xem thì tôi sẽ để link ở bên dưới, anh em vào xem nhé. Khoe một chút với anh em, đây là thành quả tôi ngâm bình ba kích của đợt trước, cũng được 1 năm rồi. Tôi rót để anh em xem nhé. Như anh em thấy, rượu có màu tím hồng rất đẹp. Với mẻ này thì tôi ngâm với tỷ lệ 1:6 và thời gian đúng 1 năm rồi đấy ạ. Anh em ạ, bây giờ tôi uống thử nhá. À mà không, nhiều quá. Tôi sẽ rót ra cái này để thưởng thức. Thơm, mát và rất êm. Tuyệt vời anh em ạ. Cũng rất đáng để chúng ta ngâm. Để tăng độ dẻo dai cho mình, các anh em chỉ nên dùng một lượng nhỏ, mỗi một lần từ 20 đến 50ml. Nhớ là trong và sau bữa ăn. Nếu anh em dùng quá nhiều thì nó sẽ phản tác dụng, không tốt cho cơ thể. Nếu anh em cảm thấy video này hay thì hãy like và chia sẻ. Đồng thời nhấn nút đăng ký kênh để được nhận được thông báo của những video tiếp theo. Chúc anh em có những phút giây tuyệt vời bên người thân yêu của mình.